Xin chào các bạn, đây là phần iPad 3 vì mình đang bán. Bên cạnh đây là cũng có một cái cây iPad 2 này. Thì tiện đây mình sẽ so sánh cho các bạn luôn. iPad 2, iPad 3 nó giống nhau và khác nhau ở điểm nào? Nhất nó giống nhau, ngoại hình gần như giống hệt nhau. Ngoại hình giống hệt nhau, chân sạc giống hệt nhau, đều chân 30 pin. Và hệ điều hành iOS 9 cũng giống hệt nhau. Thế là nó khác nhau ở điểm nào? Nó khác nhau ở thứ nhất là pin. Pin của iPad 2 thì nó sẽ dừng lại ở mức 6940 mAh. Còn pin của iPad 3 32 thì là iPad 3 32 thì nó lên tới 11560 mAh. Điểm thứ hai nữa là iPad 2 này màn hình của nó chưa lên HD. Còn iPad 3 thì đã lên màn hình 2K rồi, rất là nét. Không biết nhìn này thì các bạn có nhìn thấy không? Nhìn rất là nét. Nhưng còn lại cơ bản thì giống nhau, với cả RAM của iPad 3 thì là nó 1GB. RAM của iPad 2 thì nó chỉ dừng lại ở cái dung lượng RAM là 512MB. Thì khi mua cái sản phẩm iPad 3 này thì bên mình sẽ kèm cho các bạn củ sạc dây sạc và một cái chân đế. Các ứng dụng này bên mình đã tải về sẵn rồi, các bạn chỉ cần nối nhập wifi này, xong rồi nối wifi xong nhập mật khẩu mà bên mình đưa thì là các bạn sẽ vào được. Đây nối wifi này. Đây các bạn xem nhé, cái phần đây là ID Purple đấy, các bạn tải ứng dụng nhé. Phần iCloud này là sạch hết nhé, bên mình không bao giờ nhập cái phần iCloud này vào. Đây phần ID Apple này các bạn. Thì đây, cái mật khẩu bên mình có dán đằng sau này. Mình là 89C, iCloud.com, mật khẩu là iPhone.z1234. Các bạn nhớ nhập đúng để nó không khóa nhé. Đấy, bây giờ nó sẽ hiện lên một cái mà đăng nhập này để tải. Đăng nhập này thì các bạn chỉ cần nhập cái mà mình dán đằng sau đấy. Phone giá rẻ 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn sẽ ra ngoài đây này, thì chờ một lúc các cái này nó sẽ bật cái biểu tượng tải về. Đây iPad 2, iPad 3 vẫn tải Google Maps các bạn nhé. Thì có một số lưu ý rồi các bạn làm khi các bạn nhận sản phẩm ấy, các bạn sẽ quay video mở hộp cho mình để ví dụ nếu mà thiếu cái gì hay là sản phẩm của vỡ hay nứt gì thì bên mình sẽ hỗ trợ được các bạn luôn. Và cái video đấy chính là cái bằng chứng để bảo vệ các bạn cũng như đảm bảo lợi ích của cả hai bên đấy, thì mong các bạn đã phải lưu ý đối với sản phẩm này, bên mình sẽ bảo hành 6 tháng và mua được một tại nhà trong 30 ngày, tất cả các lỗi trừ rơi vỡ. Các bạn lưu ý nhé, cái ID này các bạn không được nhập vào mục iCloud nhé, mục iCloud chỗ đây này, không được nhập vào mục iCloud chỗ này nhé. iCloud chỗ này nếu mà các bạn có iCloud rồi hoặc là các bạn tạo mới iCloud thì các bạn nhập vào đây, còn các bạn sẽ không sử dụng cái iCloud ID của mình để nhập vào đây, bởi vì cái này là dùng chung cho rất nhiều người thì mình chỉ phục vụ cái việc mà tải ứng dụng thôi. Còn cái mục iCloud này mình để trống để các bạn nhập cái của các bạn vào, bởi vì cái này liên quan đến cả các cái mà dữ liệu cá nhân, hình ảnh rồi là tin nhắn các cái, như là mình không bao giờ mình nhập ở phần này, các bạn đặc biệt lưu ý cho mình nhá. Đấy, con bên mình đã tải sẵn các ứng dụng rồi, bên các bạn chỉ cần nối wifi xong nhập mật khẩu mà mình dán đằng sau máy, mật khẩu đây. Thì xong rồi là nó tự tải về thôi. Đây các cái ứng dụng tự tải về này. Nếu mà các bạn muốn tải thêm các ứng dụng khác ấy, các bạn có thể lên trang ứng dụng App Store này. Bảng xếp hạng hoặc đã mua. Rồi các bạn sẽ vào cái bảng xếp hạng. Đấy, các bạn vào chợ ứng dụng này thì tải. Đây nó đang tải này nên mạng nó hơi yếu.
Đây, các cái Zoom đang tải về các bạn. Chỉ cần nối wifi nhập mật khẩu mình đưa là các ứng dụng cơ bản nhất hiện nay nó sẽ tự động tải về và các bạn sẽ không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào. Mong các bạn đặc biệt lưu ý. Có vấn đề gì có thể liên hệ với bên mình, có số điện thoại bên mình dán ở đằng sau cái tờ tem. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời ở trên Lazada Việt Nam.